Ngày hôm nay, Mi Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng dòng máy hút ẩm Xiaomi thông minh New Whitech. Các nút điều khiển hiển thị rõ ràng và dễ hiểu. Đây là nút bấm khởi động máy. Ngoài cùng là nút điều chỉnh chỉ số độ ẩm mong muốn. Ở giữa là nút điều chỉnh chế độ gió. Phần tay cầm được thiết kế thông minh và vô cùng chắc chắn, giúp chúng ta dễ dàng di chuyển khi cần thiết. Bình chứa nước dễ dàng tháo rời và vệ sinh. Với máy hút ẩm 12 lít, tự ứng dung tích bình chứa nước 2,2 lít, 18 lít là 2,7 lít, 30 lít là 7 lít. Các bạn cũng có thể thấy ở đây có một cái nắp, bạn có thể cắm ống và đổ nước qua đây nếu muốn sử dụng cả ngày. Đây là một tấm lọc bụi được thiết kế thêm ở bên ngoài, các bạn hoàn toàn có thể tháo rời để vệ sinh mỗi khi cần thiết. Để có thể điều khiển máy hút ẩm bằng điện thoại, chúng ta sẽ sử dụng app Mi Home. Sau khi đăng nhập thành công, các bạn hãy vào phần hồ sơ, cài đặt, kéo xuống dưới chọn quốc gia là Trung Quốc và bấm lưu. Tiếp theo trở về mục thiết bị, lựa chọn dấu cộng góc phải phía trên màn hình, bấm vào mục thêm thiết bị. Sau đó bấm nút kính lúp và nhập tên sản phẩm bạn sử dụng. Ở đây, Mi Hà Nội sử dụng máy hút ẩm 18 lít nên sẽ lựa chọn dòng máy 18 lít. Nếu các bạn sử dụng dòng máy 12 lít và 30 lít, lưu ý hãy chọn đúng tên thiết bị. Tiếp theo, chúng ta sẽ reset Wi-Fi bằng cách giữ nút nguồn ở phía trên thân máy. Và bấm xác nhận thao tác, sau đó nhập mật khẩu Wi-Fi của bạn. Lưu ý lựa chọn mạng 2.4GHz. Sau khi thiết bị được thêm thành công, sẽ có thông báo hiển thị trong 3 giây. Bây giờ chúng ta sẽ chọn phòng và đặt tên cho thiết bị. Trong app trên điện thoại di động sẽ có nút khởi động, tùy chỉnh 3 mức gió, tùy chỉnh độ ẩm 40%, 50% và 60%, chế độ sấy quần áo, chế độ ánh sáng của nút bấm trên thân máy, âm thanh phát ra khi sử dụng thiết bị, hẹn thời gian và khóa cho em. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của Mi Hà Nội. Đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Mi Hà Nội để ủng hộ Mi Hà Nội nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.